Nga cảnh báo nguy cơ xung đột với nước láng giềng của Ukraine. Quan chức cấp cao Nga cảnh báo quốc gia láng giềng của Ukraine, Moldova, về kịch bản có thể khiến Moscow và Chisinau vướng vào một cuộc đối đầu quân sự. Theo Reuters, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1 tháng 9 cảnh báo Moldova rằng nếu nước này đe dọa tới an ninh của lực lượng Moscow đang đóng tại khu vực ly khai Transnistria, điều này có thể kích hoạt một cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước. Transnistria là vùng đất hẹp nằm giữa sông Dniester và biên giới Moldova-Ukraine, có dân số hơn 500.000 người. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, khu vực này đòi ly khai khỏi Moldova, châm ngòi cho cuộc xung đột quân sự vào tháng 3 năm 1992 và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 7 năm 1992. Quân đội Nga hiện có một căn cứ quân sự ở Transnistria và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình với quân số không quá 1.500 người tại khu vực này. Nga nói rằng quân đội nước này hiện diện ở Transnistria nhằm duy trì hòa bình và ổn định, đồng thời cáo buộc Moldova muốn Moscow rút quân. Các bên nên hiểu rằng bất cứ hành động nào đe dọa đến an ninh của quân đội chúng tôi ở Transnistria sẽ được coi là một cuộc tấn công vào Nga theo luật quốc tế, như trường hợp ở Nam Ossetia khi lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi bị tấn công bởi chính quyền cựu Tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili. Ông Lavrov nói, vụ việc năm 2008 dẫn tới cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Georgia. Sau đó, Moscow công nhận độc lập của Nam Ossetia và một vùng ly khai khác của Georgia là Abkhazia. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, những đồn đoán về số phận của Transnistria tiếp tục được đưa ra thảo luận. Hồi tháng 4, một chuỗi các vụ nổ xảy ra ở khu vực này làm gia tăng căng thẳng. Sau lời cảnh báo của ông Lavrov, Moldova nhấn mạnh rằng họ sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình liên quan tới Transnistria, đồng thời sẽ triệu tập đại sứ Nga tại thủ đô Chisinau để nêu rõ quan điểm. Daniel Voda, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Moldova, cho biết quyền của tất cả các nhóm thiểu số bao gồm cả những người nói tiếng Nga sẽ được đảm bảo. Chisinau vẫn cam kết hướng tới một cuộc đối thoại hòa bình ở Transnistria và kêu gọi Nga rút lực lượng đang đóng quân trên lãnh thổ của chúng tôi. Bất cứ đề xuất nào về một cách tiếp cận khác là không có cơ sở, ông Voda nhấn mạnh. Hồi tháng 7, ông Vitaly Ignatiev, lãnh đạo cơ quan đối ngoại vùng ly khai Transnistria, tuyên bố rằng vùng này sẽ theo đuổi mục tiêu độc lập khỏi Moldova và có thể sáp nhập vào Nga.